Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tạm ngưng học bài mới để ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1. Kiểm tra giữa kỳ em cần lưu ý các vấn đề sau. Đầu tiên là hình thức, trắc nghiệm 40 câu, thời gian 45 phút. Tuần kiểm tra là tuần thứ 11. Nội dung sẽ gồm tất cả các bài học mà em đã học. Đầu tiên, bài 1, chương trình bản tính là gì? Do số lượng lý thuyết rất là nhiều Những phần nào thuần lý thuyết mà không có liên quan tới bài tập Thì cô sẽ chỉ đọc tiêu đề thôi Để tiết kiệm thời gian Phần 1 chương trình bản tính là gì Phần 2 các thành phần đặc trưng của Excel Phần A trang tính Ở trang tính đa số là lý thuyết bình thường Em học thuộc là em sẽ có thể làm được Nhưng ở phần địa chỉ ô Đề sẽ cho em một số ô và một số khối đã được chọn Em cần phải xác định đúng địa chỉ ô và địa chỉ khối Của những phần đó B thành công thức C. Các giải lệnh formula và data. Phần 3 nhỏ, nhập dữ liệu vào trang tính. A. Nhập và sửa dữ liệu. B. Di chuyển trên trang tính. Phần di chuyển trên trang tính này như các lần trước, đề cũng sẽ chọn một ô nào đó và yêu cầu em chọn sử dụng chuột, phím mũi tên hoặc là sử dụng hộp tên xem cách nào là nhanh nhất. Phần C gõ chữ Việt trên trang tính. Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính. 1. Thế nào là một bản tính? Phần 2. Các thành phần chính trên trang tính. Thì các thành phần chính trên trang tính gồm có hộp tên, thanh công thức. Các bạn nào để ý sẽ thấy định nghĩa của thanh công thức này khác với cái định nghĩa ở bài 1. Ở bài 1 người ta đã nói rõ thanh công thức là gì rồi nên qua tới bài 2 chỉ nói về chức năng chung của thanh công thức nhưng cả hai cái đều là thanh công thức hết nên khi làm bài nếu xuất hiện định nghĩa của bài số 1 và xuất hiện cả cái phần này luôn thì em phải chọn cả hai vì cả hai phần này đều nói chung về thanh công thức ở phần địa chỉ khói như đã nói lúc nãy một trong số những câu đối với phần này có thể ra Đề sẽ cho ra một cái hình có nhiều khối và nhiều ô đang được chọn. Em sẽ liệt kê địa chỉ khối và địa chỉ ô trong đó. Phần 3. Dữ liệu trên trang tính Phần A. Dữ liệu số Một lần nữa, cô nhắc lại. Trong lý thuyết, dấu chấm sẽ được nhận định là dữ liệu số. Đó là số lập phân. Còn nếu là dấu phẩy thì sẽ là dữ liệu ký tự. Thống nhất lý thuyết là như vậy. Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số sẽ luôn luôn được căng lề phải trong ô tính. Phần B, dữ liệu ký tự. Dữ liệu ký tự thì chỉ cần có chữ hoặc là có ký tự gì đó đặc biệt. Và em nhớ, số thập phân mà là dấu phẩy sẽ là dữ liệu ký tự. Ở chế độ ngầm định, dữ liệu ký tự sẽ được căng thẳng lề trái trong ô tính. Nếu đề hỏi em trong ô tính có thể chứa những loại dữ liệu nào, thì trong ô tính sẽ chứa dữ liệu số, dữ liệu ký tự và chứa cả công thức. Phần 4. Chọn các đối tượng trên trang tính. Phần này em chỉ cần học lý thuyết. Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính. một Sử dụng công thức để tính toán. Một số ký hiệu phép toán thường dùng trong Excel. Nhớ học thuộc các ký hiệu này. Đây là lý thuyết, đề cũng sẽ hỏi. Lưu ý, trong Excel chỉ sử dụng dấu ngoặc đơn, không sử dụng các loại dấu ngoặc khác. Đây là một số bài toán chuyển đổi công thức toán học sang công thức Excel. Ở bài số 3 cô đã làm rồi, bây giờ em có thể xem lại. Ở đây cũng có thể ra một câu tương tự như vậy. Ra một công thức nào đó và ra một loạt các công thức Excel và em sẽ chọn cái công thức đúng. Phần 2, nhập công thức. Phần 3, sử dụng địa chỉ trong công thức. Thì phần 3 em không có lý thuyết nào để học hết. Nhưng mà em cần phải nhớ là trong Excel em có thể sử dụng địa chỉ ô trong công thức. Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán Phần 1 Trong chương trình bản tính hàm là gì? Phần 2 Cách sử dụng hàm Những phần này chỉ là lý thuyết Em chỉ cần học thuộc là có thể làm được Phần 3 Một số hàm thường dùng Có 4 hàm thường dùng Hàm tính tổng Hàm tính trung bình cộng Hàm xác định giá trị lớn nhất Hàm xác định giá trị nhỏ nhất này ngoài những lý thuyết đề có thể hỏi như chức năng cú pháp tên hàm thì đề có thể cho ra một hàm nào đó và nói em xác định coi giá trị mà hàm đó tính được là bao nhiêu hoặc là cho một bảng điểm và yêu cầu em sử dụng hàm để tính theo yêu cầu hoặc là cho một loạt công thức hàm và em phải xác định công thức nào đúng công thức nào sai để làm tốt cái phần này em cần phải làm bài thực hành trong bài thực hành đề có yêu cầu lập công thức đề có yêu cầu tính kết quả Tiếp theo các thao tác cần ghi nhớ Đây là tổng hợp tất cả các thao tác của tất cả các bài thực hành Phần A Khởi động Excel Phần B Lưu kết quả và thoát khỏi Excel Lưu kết quả thì em nhớ là có hai dạng lưu Một là lưu bản tính Tức là chỉ lưu bình thường thôi là file Excel Thứ hai là lưu bản tính với tên khác Thì sẽ chọn file Excel app Các bạn hay lầm lẫn như hai cái này Nhớ là có một cái lưu bản tính thì chỉ là file sale còn lưu với tên khác là file sale app đừng nhầm lẫn c mở bản tính mở bản tính cũng có hai dạng một là mở bản tính mới hai là mở bản tính có sẵn tức là bản tính đã lưu thì nhớ là mở bản tính mới tức là tạo một cái bản tính trắng luôn sẽ là file new còn mở một bản tính có sẵn sẽ là file open em nhớ các nút lệnh đi kèm theo luôn E. Lỗi hiển thị dữ liệu trong ô tính, lỗi các ký hiệu thăng Đây là tất cả các phần lý thuyết em cần nhớ để làm được bài kiểm tra một tiết Vì đề đến 40 câu nên tất cả các kiến thức sẽ đều được hỏi Em nhớ xem kỹ bài Sửa bài thờ hành 4, bài 1 Lập trang tính và sử dụng công thức ở Sách giáo khoa trang 39 Thới động bản tính Excel và mở bản tính có tên danh sách lớp em đã được lưu ở bài thành 1 Câu A Nhập điểm thi các môn của lớp em như hình dưới đây. Câu B. Sử dụng công thức thích hợp để tính điểm trung bình của các bạn trong lớp trong cột điểm trung bình. Câu C. Tính điểm trung bình của cả lớp và ghi vào ô dưới cùng của cột điểm trung bình. Câu D. Lưu bản tính với tên bản điểm lớp em. Ở phần hướng dẫn cô đã nói rồi, em sẽ nhập công thức vào cột G. Đó là công thức bình thường, không sử dụng hàm. Và công thức để tính điểm trung bình của các bạn trong lớp Câu B Ở đây cô sẽ chọn ô G3 Tức là ô này để ghi công thức G3 bằng C3 cộng D3 cộng E3 Tức là cộng toán, vật lý, ngữ văn của bạn Đinh và Hoàng An Cộng lại tất cả chia 3 Ở phía dưới em sẽ làm tương tự như vậy Ghi tương tự như thế này Tiếp tục câu cuối cùng Điểm trung bình của cả lớp Tức là sẽ lấy điểm của tất cả các bạn trên đây, cộng lại và chia cho 12, vì có 12 bạn. Thì sẽ là G3 cộng G4 cộng G5 cho tới cộng G14, đóng ngoặc tất cả chia 12. Thì sẽ ra được câu C. Bài tập 3, sử dụng hàm AVA Marksman sách giáo khoa trang 40. Câu A, hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính ở bài tập 1 và so sánh với cách tính bằng công thức. Câu B, sử dụng hàm average để tính điểm trung bình từng môn học của cái lớp trong hàng trống cuối bảng. Câu C, hãy sử dụng hàm maxmin để xác định điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất. Ở câu này em mới bắt đầu tính điểm trung bình vào cột F. Điểm trung bình này theo đề yêu cầu là sử dụng hàm average nên em sẽ sử dụng hàm average để tính. Tính điểm trung bình tại ô F3 sẽ là bằng average C3 2. E3 Và ô cuối cùng là điểm trung bình cả lớp Dùng hàm Avery Chọn từ F3 cho tới F14 Tức là từ đây cho tới đây Câu B trung bình từng môn Có 3 môn toán vật lý ngữ văn Cô đã chọn trung bình tầng môn ghi ở hàng số 16 Nên ở đây sẽ là C16, D16 và E16 tương ứng với tầng môn C16, A và C3, C14 Tương tự như vậy, vật lý sẽ là A D3 đến D14. Ngữ văn cũng vậy, E3 đến E14. Tiếp theo cô D, trung bình cao nhất và trung bình thấp nhất. Đề hỏi trung bình cao nhất chứ không phải là trung bình tầng môn cao nhất. Trung bình cao nhất chỉ có cột điểm trung bình thôi, nên em sẽ dùng hàm Max để tìm từ F3 cho tới F14. Tương tự như vậy, trung bình thấp nhất, em cũng sẽ chọn một ô từ C18 cho tới F18 và công thức sẽ là bằng min F3 2.F14 sau đây là một số bài làm của các bạn các bài làm sai đầu tiên là các bài làm trên tập Bạn này ở bài tập số 4 bạn chỉ ghi đáp án không ghi công thức bài như thế này ở bài tập 3 là cô đã hướng dẫn em phải ghi công thức vô để cho em biết cách thực hiện công thức của nó bạn chỉ ghi đáp án Vậy là bạn chưa đúng. bạn tiếp theo có vẻ như là bạn không có xem video hướng dẫn cách trình bày trên tập nên bạn mới kể một cái bảng điểm ra và ghi toàn bộ số vô như vậy cũng không đúng. và một bạn ghi sai công thức. bạn ghi sai công thức vì ở đây toàn là dấu hai chấm. lần trước cô đã nhắc rồi dấu hai chấm là của địa chỉ khối. nếu em đã muốn ghi dấu hai chấm thì em chỉ cần ghi f 3 hai chấm F14 là sẽ hiểu được là khối F3 cho tới F14 sẽ được chọn hết. Còn nếu mà em muốn ghi tầng ô như thế này thì đây phải là dấu phẩy chứ không phải là dấu hai chấm. Tiếp theo là một bạn làm trên máy tính và đã sai cách sử dụng hàm. Ở bài số 4 cô đã nói rồi. Bên trong hàm chỉ có dấu phẩy hoặc là dấu hai chấm thôi. Không để cộng trừ nhân chia trong đây, lý thuyết là em sai luôn. Còn về thực hành, cho dù ra đúng đáp án thì em cũng sẽ không được chọn số điểm của nó. Còn về các cột ô này, nếu mà em đang làm trên điện thoại thì em vẫn có thể đưa tay vô giữa cột B và cột C để nắm kéo cái cột B này nó dài ra. Em không nên để những cái cột trống như thế này. Ra còn có một số bạn ở cái cột điểm trung bình này bạn gõ lại y chang những con số này nhưng mà phía bên trong đó không có bất kỳ một cái công thức nào hết. Hoặc là các bạn không làm điểm trung bình cả lớp. Hoặc là các bạn không làm cả điểm trung bình tầng môn, điểm trung bình lớn nhất và điểm trung bình nhỏ nhất Các bạn này nên xem lại bài làm của mình và bổ sung công thức đầy đủ Đặc biệt là có một số bạn ở phần điểm trung bình lớn nhất và điểm trung bình nhỏ nhất Bạn điền thẳng trực tiếp số vô mà bạn không có thông qua một cái công thức nào hết Thì những bạn đó chắc chắn là sai Ngoài ra còn có một số bạn nói với cô là bạn không nộp được file Excel thì khi mà em không nộp được file Excel Em nhớ là em quay phim lại Hoặc em nói cho cô từng bước mà em đã thực hiện Để cô biết em sai ở bước nào Dẫn tới việc không nộp được file Excel Chứ em nói là em không nộp được file Excel Cô cũng không biết nguyên nhân từ đâu Tại vì có rất là nhiều nguyên nhân Dẫn tới cái việc em không nộp được cái file Excel này Nên lần sau nếu mà không nộp được Thì nhớ quay phim lại màn hình Hoặc là nói với cô từng bước mà em đã thực hiện Để cô biết mà cô hướng dẫn lại cho em sau đây là bài làm đúng. Đây là các bài làm đúng trên tập. Bạn đã làm đúng theo cái hướng dẫn mà cô đã hướng dẫn ở bài thực hành số 4. Bạn trình bày rất rõ ràng và bạn còn cộng trừ nhân chia ra kết quả nữa. Và sau đây có một trường hợp bạn làm đúng không phải sai nhưng mà bạn làm rất là lâu. Đó là ở phần gộp điểm trung bình cả lớp, bạn gõ từng số vào và cộng lại và chia ra. Cái này em có thể thay thế bằng địa chỉ ô à, yêu cầu công thức bình thường nhưng mà công thức bình thường em vẫn có thể sử dụng địa chỉ ô nên lần sau em nhớ rút kinh nghiệm sử dụng địa chỉ ô cho dễ và những bạn sau đây nộp hình của file excel chứ không phải là nộp file excel bạn lộc xuân gia hân gia phụng gia hy bảo hân các bạn này cô không đọc lớp nếu mà em lỡ nộp file hình ảnh thì nhớ lần sau nộp lại bằng file excel Em nộp hình cô sẽ không biết em ghi công thức đúng hay sai, giống như các bạn hồi nãy, bạn ghi công thức sai nhưng mà kết quả ra đúng, hoặc là có những bạn ghi lại đáp án y chang luôn nhưng mà bên trong không có bất kỳ một cái công thức nào hết. Nên những bạn này lần sau nhớ nộp phải sao cho cô. Sau này sẽ có một bài 15 phút thật hầm mà em nộp hình ảnh như thế này cho cô là cô sẽ phải đưa em một cái đề khác để em làm lại đó. Sở bài thật hầm 4, bài 1, và bài 3. Bài 1 và bài 3, một vài công thức tương đối giống nhau, cô sẽ sửa trên cùng một bài. Thì như đã hướng dẫn, ở bài 1 cô sẽ để ở cột G và bài 3 những công thức cô sẽ để ở cột F. Bài 1 yêu cầu em tính điểm trung bình và điểm trung bình của cả lớp. Điểm trung bình sẽ nằm ở cột này. Thì đây yêu cầu em sử dụng công thức để tính điểm trung bình là công thức bình thường không phải sử dụng hàm. Để một lát cái phần bài 3 sẽ sử dụng hàm. Nên bây giờ bài 1 công thức bình thường, cô sẽ gõ là bằng Điểm trung bình chúng ta sẽ cộng lại hết và chia Ở đây có 3 số thì cộng lại tần số Cộng trước là điểm của môn toán Tiếp theo vật lý Tiếp theo văn Sau đó đóng ngoặc chia 3 Do ở đây có 3 số Và enter là đáp án Em thấy ở đây có nhiều số như vậy Nhưng mà em không cần phải rút gọn Bạn nào biết rút gọn thì tốt Em không biết thì thôi Sau này em sẽ học cái đó sao Rồi cô kéo xuống và nhanh thôi Tiếp theo là điểm trung bình cả lớp Điểm trung bình cả lớp sẽ để ở dưới cùng trên đây Cô sẽ ghi vô lên đây cho em biết ha Điểm trung bình cả lớp Điểm trung bình cả lớp sẽ bằng điểm của tất cả các bạn cộng lại Bằng, đúng không ạ à? Chúng ta sẽ cộng từng ô trên đây lại Và chia cho 12, em thấy số tự các bạn tới số 12 Em đừng nhìn vô tên hàng, nhiều bạn nhìn vô tên hàng, cái chia 14 Em nhìn ở ngay chỗ cột số thứ tự 12 nên chia 12. Xong, em sẽ ra được đáp án này. Em đừng quan tâm các con số quá lớn. Cho ra xong bài 1, bài 1 chỉ có hai ý này thôi. Tiếp tục ở bài số 3. Ở bài số 3 yêu cầu em sử dụng hàm để tính lại công thức của bài 1 nên em sẽ tính lại điểm trung bình và trung bình cả lớp. Điểm trung bình em sử dụng hàm. Hàm để tính điểm trung bình là average. Em có thể bấm từng ô và phẩy một cái. Hoặc là Em nắm kéo hết là xảy ra kết quả. Xong em Enter. Rồi, cô kéo xuống đây cho nhanh. Em có thể gõ tầng ô, tầng ô hoặc kéo giống như cô. Cho lẹ. Cuối cùng là điểm trung bình cả lớp. Điểm trung bình cả lớp em cũng sử dụng hàm average và, và em sẽ tính hết cột điểm trung bình. Bắt đầu từ F3 cho tới F14. Em chọn F3, nắm kéo tới F14. Nhớ là dấu cộng mới nắm kéo được nha. Xong em nhấn Enter đáp án của hai bên như nhau tiếp theo là trung bình tầng môn trung bình tầng môn trung bình em sử dụng hàm average luôn đầu tiên là môn toán môn toán sẽ từ c 3 cho tới c 14 em cũng nắm kéo rồi enter sẽ ra kết quả tiếp theo vật lý tiếp theo ngữ văn Tiếp theo điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất Đây là hai câu nhiều bạn sai nhất Em để ý đây là điểm trung bình Người ta chỉ nói điểm trung bình Người ta không nói là điểm trung bình tầng môn Nên em chỉ tìm điểm trung bình cao nhất Mà điểm trung bình chính là cái cột này Em phải tìm trong cột này ở đây ghi là điểm trung bình cao nhất ở hàng số 17 thì trên hàng số 17 này em chọn bất kỳ ô nào miễn còn nằm trong cái bảng này để gõ công thức đều được Bây giờ cô gõ ở cái cột điểm trung bình này luôn Cho dễ thấy Và để tìm điểm trung bình cao nhất Em sẽ sử dụng hàm Mask Em nắm kéo từ F3 cho tới F14 Đừng kéo tới F15 Kéo tới F15 là nó tới là điểm trung bình cả lớp Và lúc đó em sẽ sai Rồi tiếp theo là điểm trung bình thấp nhất muốn tìm thấp nhất em sẽ sử dụng hàm min đúng không ạ cũng kéo từ f3 cho tới f14 nhớ là f14 thôi xong sẽ ra được cái điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất bài tập 4 lập trang tính và sử dụng hàm sum giả sử chúng ta có các số liệu thống kê và giá trị sản xuất của một vùng định cho như sau Hãy lập bản tính và sử dụng hàm thích hợp để tính tổng giá trị sản xuất của vùng đó theo từng năm vào cột tổng giá trị và tính giá trị sản xuất trung bình trong 6 năm theo từng ngành sản xuất vào các ô tương ứng trong hàng trống phía dưới, lưu bản tính với tên giá trị sản xuất. Ở phần này, phần E, tính tổng giá trị em sử dụng hàm sum để tính. Ở đây công thức sẽ là E4 bằng sum B4 2 chấm D4. Em đừng gõ số vô. Nhiều bạn gõ số vô theo sách giáo khoa có dấu phẩy và dấu chấm cùng một lúc, thế là bạn không tính được. Số này trong sách giáo khoa sẽ để luôn cả dấu phẩy và dấu chấm Dấu phẩy của Excel có nghĩa là phân cách phần ngàn Nhưng mà nó rất là dễ sai với một số máy Nên cô bỏ hẳn luôn cái dấu phẩy đó Cô chỉ giữ lại dấu chấm là số thập phân thôi Nên bạn nào mà bị lỗi thì ở nhà thì sửa lại Đừng có gõ dấu phẩy theo sách giáo khoa Chỉ cần gõ cái dấu chấm đó là được rồi Tiếp theo là phần trung bình từng ngành sản xuất Phần này rất nhiều bạn không làm để Đọc tới cái phần tính tổng giá trị xong các bạn không đọc tới cái phần trung bình sản xuất từng ngành Thì trung bình sản xuất từng ngành ở đây có 3 ngành Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ Em sẽ tính bắt đầu từ hàng số 10 trở xuống Thì ở đây cô chọn hàng số 11 Để cho dễ nhìn thôi Em có thể chọn hàng số 10 Bằng AVA B4 2.B9 là nguyên cục này Tiếp theo công nghiệp AVA C4 2.C9 Dịch vụ bằng average D4 2 chấm D9 là nguyên cột này cô cũng thấy rất nhiều bạn chỉ gõ số vào mà không có công thức bên trong đó các bạn xem và sửa lại luôn sửa bài thực hành 4 bài 4 đầu tiên để yêu cầu em tính tổng giá trị tổng giá trị em sẽ sử dụng hàm sum để tính chúng ta sẽ gây là bằng sum em sẽ kéo từ B4 cho tới D4 Đúng rồi, enter là kết quả. Rồi, em kéo xuống tương tự. Trong quá trình làm có nhiều bạn nhìn thấy dấu tích màu xanh này, em đừng để ý đến nó, nó không ảnh hưởng đến kết quả bài làm của em. Tiếp theo đều cầu tính giá trị sản xuất trung bình trong 6 năm theo từng ngành sản xuất vào các ô tương ứng trong hàng trống phía dưới. Và em có thể ghi công thức từ hàng số 10 trở xuống, ở đây cô sẽ chọn hàng số 11. Giá trị sản xuất trung bình trong 6 năm theo từng ngành. Thì ở đây em có 3 ngành, mỗi ngành em sẽ tính một cái. Ở đây ngành đầu tiên nông nghiệp, Trung bình em sẽ sử dụng hàm Avray 6 năm em sẽ kéo từ B4 cho tới B9 Sẽ ra được con số này Tương tự công nghiệp với dịch vụ cũng vậy Thay vì gõ tầng ô cô cũng có thể nắm kéo Các bạn so sánh lại kết quả để xem đúng hay sai Hướng dẫn về nhà Làm bài ôn tập em chuẩn bị bài ôn tập tiếp theo bài học đến đây là kết thúc chúc các em học tốt